kênh Countryside TV. Thì ngày hôm nay mình xin review với các bạn một loại cây được sử dụng khá là phổ biến trong chăn nuôi gia súc cũng như là gia cầm, và đặc biệt là trong vấn đề mình nuôi dê. Thì nào mời các bạn cùng xem đó là loại cây gì nha. Nào đi thôi. Xin chào cả nhà, giới thiệu với cả nhà, đây chính là cây chè đại, còn hay gọi là cây chè khổng lồ. Thì đây là một loại cây rất là giàu chất dinh dưỡng dành cho dê. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình cắt lá vào và mình cho dê ăn. Thì xem thử cái độ thèm ăn, cái độ ghiền đối với cái lá này như thế nào, ở trên dê như thế nào. Thì mời các bạn xem nhé. Khi mà mình thu hoạch cái lá chè đại này vào cho dê ăn á, thì mình sẽ cắt các phần ngọn, sau đó thì mình sẽ cắt những cái phần nhánh như vậy, rồi mình đem vào mình cho dê ăn. Thì đối với cái giống cây chè đại này á, thì khi mà mình cắt cái phần ngọn này đi nè, đó mình cắt cái phần ngọn này rồi mình cắt những cái nhánh để về cho dê ăn á, thì cái tốc độ mà phát triển của cây này rất là nhanh. Thì tầm khoảng 3-4 tuần sau là mình có thể ra rồi mình cắt tiếp cho dê ăn. Ở trên cái phần lá của cái cây chè đại này á, là nó hơi có lông một chút xíu. Nhưng mà dê mình thấy khi mà mình đem vào cho dê ăn á, thì nó rất là khoái cái món lá của cây chè đại này. Thì cái phương pháp mà mình cho ăn đó, có thể là mình sẽ sử dụng mình cho ăn trực tiếp luôn, hoặc là mình sẽ xay nát ra, xay nhuyễn ra rồi cho dê ăn. Thì cái cây chè đại này á, là một loại cây rất là dễ phát triển. Và từ cái hồi mà mình mua cái hôm khoảng tầm như đây nè, khoảng tầm 1 gang mà nó đã bén rễ chút xíu rồi á, thì mình trồng trong khoảng thời gian là 4 tháng. Rồi sau đó thì cây nó cao to như vậy, rồi bắt đầu mình sẽ cắt ngọn, rồi mình tỉa những cái nhánh lá, rồi mình đem vào cho dê ăn. Đây là một cái hôm điển hình ha. Thì sau khi mà mình đã trồng ở nhà rồi á, và bắt đầu nó cây sinh trưởng và phát triển tốt, thì lúc đó mình sẽ cắt ra những cái thân to như vậy nè, rồi mình ghim xuống dưới đất, rồi cho nó sinh trưởng thành cái cây khác. Thì cái cây chè đại này thì khá là dễ trồng ha. Và cái cây này có cái tính kháng bệnh rất là tốt. Nhưng mà vào mùa khô á, nếu như mà cây bị thiếu nước thì nó sẽ gây hiện tượng là vàng lá. Còn nếu như mà thiếu cái quá trình quang hợp á, thì cây sẽ bị chậm phát triển. Thì cây chè đại á, là một cái loại cây rất là giàu và protein. Và tỷ lệ protein trong vật chất khô ở trong lá á, là còn 16 đến 18%. Và cái loại lá này nè mang lại cái độ đạm rất là cao cho gia súc cũng như là gia cầm. Thì gà thì thường thì mình cũng cắt mình cho nó ăn luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đem vào cho dê ăn nha. Rồi, bây giờ theo chân mình vào chuồng và cho dê ăn nha. Cây chè đại hôm nay mình sẽ cho tụi dê ăn bằng cách là mình sẽ treo lên cho tụi nó ăn ha. thì cây chè đại này á là dê cũng rất là thích ăn. Thì trong chăn nuôi dê á, mình cần đa dạng các loại cây để khi mà vào mùa khô á, nhất là mùa khô á, thì cái nguồn lá thường hay bị thiếu á, thì mình có thể linh hoạt được cái nguồn thức ăn cho dê. Thì bên cạnh đó với cái hàm lượng dinh dưỡng đạm ở trong cây chè đại khá là cao, thì mình cũng có thể tiết kiệm được cái nguồn cám cho dê hàng ngày. Vì bây giờ vật giá cám thì khá là cao, cho nên là mình phải tìm ra những cái loại lá nào mà nó đảm bảo cái chất dinh dưỡng cho dê, thì như vậy sẽ tiết kiệm được một phần chi phí. Thì đối với cái loại cây chè đại này á, mình cũng có thể xay ra cho dê ăn, hoặc là mình có thể để trực tiếp lên máng cho tụi dê nó ăn luôn. Thì hy vọng là qua clip này á, thì mình có thể chia sẻ đến với cả nhà thêm một cái loại lá giàu dinh dưỡng dành cho dê. Thì hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo nha. Bye bye.